gia đình em cấm cản không cho hai đứa yêu nhau á, thì ít nhiều gì bên gia đình của Hón cũng biết. Gia đình ảnh thiệt là thời điểm lúc đầu là hơi khó khăn, nên má em thì anh chị nghĩ đi, mẹ nào mà chẳng thương con, muốn con lấy một người sung sướng hơn. Gia đình em ngày xưa bán vật liệu xây dựng thì cũng gọi là kinh tế có ok, nhưng về sau thì cũng phá sản, sau đó cái gia đình em cũng mất đi cái kinh tế đó. Nói chung là cái thời gian đó em thấy nó khó khăn lắm, em không muốn phải lặp lại. Rồi xong tự nhiên má em không biết cách nào để chừng trị em á đó, nên má em đã nói em là sẽ cấm chồng của em, người yêu em qua nhà, không muốn làm gì làm không được qua bên đây, muốn làm gì làm không được qua bên đây. Má cái ông thì kiểu mà mày ngon mày ra đường đi, mình đã con ra đường mày sống được không? Nhưng mà thật sự em sợ ba Lim đi thiệt. Phòng này là phòng gì bé? Dạ phòng để em giải trí sau những ngày bị stress làm công việc ở trời chơi game. Em phải đánh dấu chủ quyền vậy đó hả? Dạ vâng. Nhà là phải có nóc. Nhà là phải có nóc, đúng. Đây là cái khu vực mà để em làm việc đây. Dạ. Cũng có thể là ngồi dựng đúng không? Ngồi dựng rồi nhiều khi em cũng ngồi review ở đây. Em là bình thường làm trong bếp không mà. Em mới chuyển qua cái vụ streamer mình sẽ chơi game để livestream cái kiểu. À vậy đó hả? Vợ chồng son nha mọi người, chứ không phải là có con lớn 4 tuổi nha. Quá trời dễ thương rồi. Đẹp không? Hợp không? Rồi bây giờ hai cô gái đẹp đã vô phòng hết rồi. Giờ chỉ còn có hai chàng trai đẹp ngồi đây thôi. Hai vợ chồng là hiện tại là ở gần bên nội hay gần bên ngoại vậy? Ở giữa anh. Dạ, tại vì tụi em lớn lên ở trong quận Tân Phú luôn. Thì ngoại thì ở một bên, xong nội một bên. Ở giống như tụi em ở giữa vậy đó. Nhưng mà thường là mấy đứa nhỏ thì ở bên nội hay bên ngoại nhiều? Dạ ở bên nội nhiều hơn. Tại vì bên ngoại là bà xã em là con gái út. Thì trước đó là có anh với chị thì đã có 4 người cháu rồi. Thì một mình bà ngoại phải giữ 4 đứa của nó. Bên nhà thì em là con lớn thì chỉ mới có 2 cháu nội thôi. Cho nên là ba má em rất là cưng, cho nên là cũng cố gắng giữ luôn. Hồi đó đó là khi mà em đến với Min á thì là bên gia đình, lúc mà Phương dẫn em về ra mắt á. Dẫn về ra mắt là cái chuyện sau này rồi anh. Thì trước đó là chắc chắn là không đồng ý rồi. Cho tới sau này khi mà dẫn về ra mắt thì cũng là không đồng ý. Cái này nó có hơi mà phân biệt một chút xíu, có nghĩa là gia đình của bên bà xã em thì không thích người Hoa. Thì bên gia đình em lại không thích người Bắc. Nhưng mà sau một thời gian mà quen nhau rồi thì hai bên gia đình mới nhận ra là vùng miền nó không có phân biệt. Đúng rồi. Chủ yếu là hai đứa tụi nó như thế nào với nhau là được. Em cũng có nghe bà xã em nói lại là gia đình bà xã em muốn bà xã em là sẽ đi lấy chồng nước ngoài. Một phần là em lúc đó em còn nhỏ quá, em cũng chưa có nghề ngỗng ổn định rồi này kia. Một phần là kinh tế gia đình em không có được tốt, không có được vững vàng nữa. Thì em nghĩ cái đó cũng dễ hiểu, người ta sẽ không dám trao con gái của người ta cho một người mà chưa có gì này kia này kia. Đúng. Nhưng mà bây giờ thì sao? Giữa em với bên vợ thì như thế nào? Mối quan hệ giữa em với lại bên nhà ngoại đi anh ha. Rất là tốt. Có nghĩa là em không biết là từ khi nào, mà từ lúc nào cũng như là gia đình bên ngoại có một cái cách nhìn khác về em, đối xử với em biết tốt. Vốn dĩ là không phải là đối xử tệ với em, nhưng mà kiểu như là em thấy là dạo này là sẽ là em nhìn em như là một con người là nó trưởng thành hơn rồi. Nó đang là chồng của con gái mình, vậy là cha của hai đứa cháu ngoại của mình. Kiểu như là nhìn mình trưởng thành hơn, em cảm giác nó vui. Hai đứa là lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy nhau là được 5 năm rồi. Mà ngày xưa hai đứa là yêu nhau từ thời đi học hả? Dạ, yêu nhau từ lúc em lớp 8, anh lớp 7. Nói chung là không có ưa, rồi bắt đầu cấm cả mọi thứ, không cho chơi, gặp là sẽ chửi, nó bắt gặp hai đứa đi chơi chung với nhau, là sẽ la, đi bắt đi về vậy đó chị. Em vì tiếng gọi tình yêu mà em cãi cha, cãi mẹ đúng không? Em không có cãi đâu, em không xuất hiện gặp trước mặt nữa, em xuất hiện sau lưng. Sau bao lâu thì gia đình mới cho phép hai đứa qua lại với nhau? Dạ, gần 5 năm. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì Hón hả? Dạ Hón, dạ đúng rồi. Cái người Hoa chị tên Khang là tên thật, nhưng mà chuyển qua phiên âm tiếng Hoa sẽ là Hón. Trong 5 năm đó thì Hón làm cái điều gì? Cái thứ nhất là để cho em tin tưởng, để mà em vẫn đeo đuổi cái mối tình này. Cái thứ hai là làm cái điều gì để cho gia đình em chấp nhận? Tại vì thật sự là chồng em vốn là ảnh hiền luôn. Chỉ là tại vì lúc đầu em nói là cái vụ người Hoa chị, thì bên gia đình em thì lại là người Bắc.
đó, nên cả hai bên đều không có hợp. Khi đó với nhau luôn á thì anh cứ hiền như vậy, anh cứ tiếp tục quen em cho mọi người biết là thời gian sẽ trả lời. Tại vì khi một người quen nhau một bên nó 4-5 năm trời như vậy, nghĩa là họ thật lòng chứ không có nào mà họ này nọ được á. Gia đình em thấy là kiểu hoa anh cũng hiền, cũng thật thà này nọ, nên ảnh nên cho phép tụi em quen nhau. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó là có ai đeo đuổi em không? Dạ nhiều lắm, tại má em cũng muốn là em sẽ đi qua bên Pháp để làm việc và cưới chồng ở bên đó luôn. Tại gia đình em bán quán á, thì cái mặt mà sẽ xuất hiện ở ngoài quán rất là nhiều, và cũng rất là nhiều anh tới ăn uống theo đuổi các kiểu. Nhưng mà em cũng bình thường, tại không phải cái gu của em. Có nghĩa là khi mình tìm được cái gu của mình rồi là mình sẽ không quan tâm những cái gu khác nữa. Có bao giờ làm điều gì cho em buồn không? Có một lần em phát hiện ra là anh đang nhắn tin với một con nhỏ nào đó. Sao lúc em phát lâu chưa? Cái này lâu chưa? Lâu rồi chị, lâu mới em. Tại hai đứa em tính ra thời điểm vừa quen nhau 11 năm, 5 năm cưới là 16 năm rồi. Thời điểm đó là em phải nhắn tin với một người con gái khác. Xong rồi em hỏi ảnh, cái anh nói thiệt là cái này là ảnh cược với bạn bè ảnh con trai với nhau là sẽ cua con nhỏ đó, vẫn nghĩa là bạn ảnh cua nhỏ đó không được, bạn ảnh cược với nhau nên ảnh mới thử đi cua như thế nào, ai ngờ nhỏ dính. Thì lúc thời điểm đó vừa mới đúng lúc đó thì em phát hiện ra tin nhắn, rồi em giận, rồi em chia tay, rồi anh chỉ thích em không nghe, rồi em không nghe điện thoại, em ở nhà em không gặp mặt ảnh cả một tháng trời đó. Ngày nào ảnh cũng tới nhà em sớm rồi kiểu các kiểu này nọ để cho em quề đó. Em là người chia tay nha mà em khóc, có nghĩa là tại mình thương quá, tình này quá, mình tin tưởng quá. Mà lúc mà em nguôi ngoai rồi là khoảng một tháng rồi, rồi bắt đầu em chịu gặp ảnh, rồi ảnh đi thích em nghe là đó bạn bè nhắn tin gì nè, thiệt ra là chỉ như vậy thôi. Đó lúc đó em bỏ qua. Mà cái này chị hỏi nó hơi tế nhị một tí xíu, có phải là do vì gia đình của Hón là không có được cái đủ cái điều kiện giống như em thì lại là giống như là con cành vàng lá ngọc vậy đó? Không, thiệt ra em không có cành vàng lá ngọc, chỉ là gia đình ảnh thiệt là thời điểm lúc đầu là hơi khó khăn. Nên má em thì anh chị nghĩ đi, mẹ nào mà chẳng thương con, muốn con lấy một người sung sướng hơn. Tại vì gia đình em cũng không phải là cái gì hết, chỉ muốn là điều kiện cưới một người điều kiện cao hơn mình tí xíu, để cho một con cái mình nó đỡ khổ. Gia đình em cấm cản không cho hai đứa yêu nhau á, thì ít nhiều gì bên gia đình của Hón cũng biết. Mà có bao giờ ba mẹ Hón cũng kiểu giống như là cũng thấy tội nghiệp con trai mình quá, con trai mình không được chấp nhận thì thôi, cũng là kiểu như là thôi con đừng quen nhỏ đó nữa? Khi em quen thời gian dài á là gia đình ảnh chấp thuận trước, tại vì khi ảnh quen em ảnh ngoan hơn. Trong cái lúc mà gia đình em cấm cản á thì có bao giờ gia đình dùng những cái lời lẽ mà nó tụi em nghe mà tụi em buồn để rồi tụi em bị nản lòng? Em không nhớ chính xác đó, là cái thời điểm đó má em nói cái gì em mà em không nghe lời. Rồi xong tự nhiên má em không biết cách nào để trừng trị em á đó, nên má em ra nói em là sẽ cấm chồng của em, người yêu em qua nhà, không muốn làm gì làm không được qua bên đây, muốn làm gì làm không được qua bên đây. Nhưng mà tức là nói với em hay nói với nói với em? Cái em cũng thời điểm đó kiểu cũng quen nhau lâu mà kiểu thương á, mà em nghĩ là chắc má sẽ xuống nước hà, cả nhà cũng xuống nước hà. Cái đầu em mới nói là rồi nếu má nói như vậy thôi là con sẽ theo ảnh luôn, bây giờ con sẽ đi ra khỏi nhà. Lúc đó mấy tuổi? Chắc cỡ 23, 24 gì vậy. Má nói cái thì kiểu mà mày ngon mày ra đường đi, mình đã con ra đường mà sống được không? Nhưng mà thật sự em sợ Bali đi thiệt. Em chỉ còn có mấy trăm ngàn ở trong người mà em cũng hoành tráng lắm chị, em xách Bali đi má em. Sao em alo taxi, anh taxi tới đón em đi mà em không biết là thẻ trả bao nhiêu tiền. Tại sao em qua tới bên nhà ảnh, khi em xuống nhà cái trước sự bỡ ngỡ của ba má ảnh, cái em mới gọi cho ảnh trước rồi, cái ảnh đón em. Thời điểm đó là lúc em đi là em nghĩ là phép má em giận lắm, không nghĩ là má em làm thiệt. Ai ngờ em đi một tháng luôn chị, em qua bên nhà ảnh em ở nhà một tháng trời luôn. Cái xong rồi chị dâu em nói ở nhà má buồn lắm, muốn bệnh nó luôn, về đi em ơi các kiểu. Mà má em không gọi cho em nha, mà má em xuống những người xung quanh gọi cho em. Cái lúc em về kể từ đó là má em xuống nước luôn. Là nhưng mà trong một tháng em ở bên nhà của Hón á thì Hón có khuyên em cái gì hay không? Mà xong rồi em qua bên đó thì mà ảnh cũng khuyên em, rồi ba má ảnh cũng khuyên em là thôi về đi, chỗ con gái đi gì chắc má lo lắm, má buồn các kiểu này nọ. Nhưng mà em thấy không kêu em về nên em cũng không dám. Không dám về. Dạ, đúng không? Chứ không phải là không chịu về. Lúc mình đi cũng hoành tráng quá nên bây giờ sợ quá. Không alo là không dám về. Mà hôm mà em về đó là hôm đó là 30 Tết luôn. Chắc má khóc dữ lắm. Má em chỉ mặt nhìn gì thôi, không nói gì hết. Xong rồi nói chuyện bình thường. Thiệt sự là gia đình em ít biết biểu cảm với nhau lắm. Tại hồi xưa cũng lô bu công việc, mình đi làm á, mình không có thời gian để mình giao dồi tình cảm với nhau á. Không biết nói những lời xin lỗi hoặc là cảm ơn á. Lúc mà về mà coi em cũng không nói xin lỗi má, mà má em cũng không có nói kiểu ờ thôi con về này nọ, không có nói. Chứ là chưa nói chỉ, một lời nào với má hết. Dạ, chỉ vậy là qua chuyện luôn. Trong một tháng đó Hón có lần nào dám gọi điện thoại cho má để mà xin lỗi má hay là như thế nào không?
Dạ không, anh sợ nhà em lắm, anh sợ tất cả những người trong nhà em luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì quan hệ của bên nhà em với bên nhà Hón là ok rồi đúng không? Má em bây giờ rất thương ảnh luôn. Thật sự là hồi xưa em hiền không có như bây giờ. Thì sau cái vụ này em nói chị em phát hiện gì đó, cái bắt đầu em được nước em làm tới luôn, anh xuống nước xin lỗi em quá trời, cái em sẵn nước em lên nước luôn. Cái sau bắt đầu mình được nước hòa, cái tính mình cũng thay đổi, nó cũng cà chớn luôn á chị. Bắt đầu ảnh chịu được em nhiều hơn. Cái má em thấy trời tội nghiệp thằng này quá, con nhỏ này thật là cái nết nó cà chớn quá không chịu nổi. Thương ảnh bị chịu được một người hơi bị cà chớn như em á. Bắt đầu anh thấy má em rất là thương ảnh luôn. Lấy chồng rồi có làm dâu không? Dạ có. Làm dâu có thấy thoải mái không? Má em là người nội trợ nên khi em về là má em nấu ăn hết, em chỉ hỗ trợ má em thôi. Xong rồi vừa lấy chồng về được khoảng 2-3 tháng em có thai nên em càng được chiều luôn, em không còn làm gì hết. Có bao giờ mời mẹ chồng qua quay review chung không? Dạ có luôn, hai mẹ con cùng xuống bếp nấu ăn. Em nấu chỉ nấu món nhậu thôi. Còn mấy bạn hay yêu cầu là do chồng em là người Hoa mới nói em là kêu mẹ em hướng dẫn nấu món ăn người Hoa đi. Thế là hai mẹ con em vào bếp. Nhưng mà anh muốn biết là những cái concept ở trong cái ngôi nhà này về màu sắc, rồi về những cái họa tiết, về những cái đồ vật ở trong đây, ai là người lựa chọn vậy? Dạ là bà xã em là người lựa chọn. Em sẽ không được quyền đề xuất một cái gì đó, tại vì em không có con mắt thẩm mỹ. Cái đó thì em thừa nhận em không có mắt thẩm mỹ. Cái điều mà có con mắt thẩm mỹ nhất là em cưới được bà xã em thôi. Còn ngoài ra em lựa chọn tất cả những cái đồ vật hay là như thế nào thì nó cũng sẽ là nó chất quốc luôn. Hình như là cô ấy khoái cho búp bê đúng không? Dạ đúng rồi. Thì búp bê thì hiện tại lên tới một con số là gần 200 con. Ở nhà hai bạn nhỏ sẽ không được quyền sờ vô. Ồ, dạ. Đó là sở hữu của mẹ. Dạ đúng rồi, sẽ có một cái quầy kệ riêng để sưu tầm. Hai bạn nhỏ sẽ không được quyền sờ vô. Và hai bạn nhỏ cũng biết được là cái đó mình sẽ không được phép sờ vô. Hai bạn nhỏ sẽ chơi những cái món đồ chơi khác. Dạ. Kiểu mà muốn khoái búp bê thì mẹ sẽ mua cho búp bê khác. Dạ đúng rồi. Chứ không được đụng vô búp bê của mẹ. Dạ đúng rồi. Bạn này chắc có một cái tuổi thơ chắc cũng dữ dội lắm đây. Chắc cũng cỡ là công chúa và tiểu thơ đó nha. Em có nghe bà xã em kể lại là ngày xưa gia đình bà xã em có kinh tế. Sau đó thì do cái đợt dịch H5N1 á, thì tại làm chạy gà mà anh, cho nên gà mất chết hết rồi. Xong rồi bắt đầu là bà xã em phải nghỉ học để phụ gia đình, bán món ăn, bán canh bún và gỏi cuốn đồ này kia các kiểu. Cho tới tầm quen em á, cái khi mà mới vừa quen em á thì kinh tế gia đình bà xã em á bắt đầu là vững vàng lên lại. Thế còn tuổi thơ của em thì sao? Tuổi thơ của em thì trong một gia đình rất là sướng. Gia đình em ngày xưa bán dược liệu xây dựng thì cũng gọi là kinh tế có ok, nhưng về sau thì cũng phá sản. Sau đó cái gia đình em cũng mất đi cái kinh tế đó. Nói chung là cái thời gian đó em thấy nó khó khăn lắm. Em không muốn phải lặp lại. Cho nên giờ hai chồng em kiểu như là làm như thế nào cũng phải quyết tâm làm cho mình có tiền, miễn là mình không làm trái lương tâm, để cho ba má em có cái cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà làm cách nào mà ba mẹ em vượt qua những cái giai đoạn mà khó khăn? Có thể là hai anh em tụi em. Giờ động lực là ba với má em còn phải nuôi hai đứa. Cho nên là ba với má sẽ cùng nhau đi làm từ sáng tới tối. Thì thời gian đó không có gần anh em tụi em, thì em chỉ có đi học. Sau đó em về tới nhà. Về tới nhà thì cũng không có nói chuyện với ba má nữa. Cho tới bây giờ em đã có một cái gia đình như thế này rồi. Những cái điều mà ba mẹ em nhận được đó chính là cái sự trưởng thành. Và em thấy được em có được một cái hạnh phúc như thế này, đó là một cái điều tuyệt vời. Em có hay tâm sự với ba mẹ không? Dạ không. Ít nói đúng không? Dạ đúng rồi. Thường thì con trai á sẽ không biết thổ lộ với lời ba mẹ mình như thế nào. Khó lắm. Mặc dù là em thương má em lắm, em được ba lắm, nhưng mà em không biết cách nào để em thổ lộ. Đúng vậy. Thì thường là ba mẹ em sẽ đi làm, vùi đầu vô mà làm. Cho tới thời điểm hiện tại, ba em cũng đã hơn 50 rồi. Ba em vẫn muốn đi làm. Là do cái đợt dịch vừa rồi, ba em bị là F0, bị dính Covid. Thì sau khi mà hết bệnh rồi thì em với lại bà xã em mới nói là ba ở nhà luôn đi, mình không đi làm nữa. Nhưng mà ba vẫn nhất quyết đi làm. Ba đang sợ là khi mà không làm thì gánh nặng sẽ lên hai vợ chồng em thêm một phần nữa. Tại vì em trai của em còn đi học, nhưng mà tụi em vẫn ép ba nghỉ. Ba bây giờ là khỏe rồi phải không? Dạ đúng rồi, ba em nguyên một nhà em ép không hết. Nó thì lúc nào cũng chưa có đủ lông đủ cánh để mà bay ra ngoài. Nhưng mà nó tự tin là nó đủ rồi, đủ nó bay ra ngoài. Thì lúc nào mình cha mẹ thì làm cha mẹ thì mình lúc nào mình cũng thương con,
và nghĩ rằng các con lúc nào cũng còn ngây thơ khờ dại, có thể ra ngoài đời dấp phải những cạm bẫy ở ngoài đời vân vân, thì mình cũng lo lắng vậy thôi. Nhưng mà rồi mỗi đứa nó có một cái chọn lựa cuộc sống của nó riêng, cho nên mình cũng chiều nó và cũng ủng hộ. Giống như ngày xưa thì nó được sanh ra ở thành phố Fountain Valley. Fountain Valley City nằm ở trong phía nam, tức là Orange County, ở tại Los Angeles, California. Thì gia đình dọn đi Seattle vì con gái thứ ba nó làm ăn bên đó, thì qua bển. Đó là một sự ép buộc đối với Bảo Trần. Cho nên Bảo Trần xa bạn này kia thì nó cũng rất là hụt hẫng. Nhưng mà nó chưa đủ tuổi để mà ra khỏi gia đình, cho nên nó vẫn chiều theo, con Nguyễn đi theo ba mẹ. Nhưng mà lên trển thì có những cái học hành cũng bất như ý, đời sống cũng bất như ý. Thì chắc có lẽ cũng trong nội tâm thì nó cũng mong ước một ngày nào đó nó đủ tuổi thì nó sẽ trở về lại với California, về lại với những người bạn cũ ngày xưa, rồi được học ở trường ở tại California. Vì cháu tin tưởng là ở California mới đúng là môi trường của Bảo Trần để mà nó học hỏi và tiến bộ. Nhưng đây thì khi mà đọc lá thư rồi thì tới lúc này thì chắc chắn là các con của chú là đang xem và đang nghe, đang nhìn thấy ba mẹ. Thì nhân tiện hôm nay thì chú hãy xem như đó, các con đang nhìn mình và chú với cô thì có điều gì muốn nói với các con hay không? Đặc biệt là Bảo Trân với những lời chia sẻ, những cái yêu thương dành cho cha mẹ. Bảo Trân là đứa con gái Úc mà ba mẹ cũng thương yêu. Năm nay cũng đã 19 tuổi rồi. Lứa tuổi cũng nói chung là ở bên Mỹ thì nó gọi là trưởng thành rồi. Major rồi chứ không phải là còn minor nữa. Thì con đã có tính tự lập cũng như là có đủ sức để mà biết được những cái điều hay, lẽ phải hay là những điều quấy, điều không tốt thì con tránh. Còn những điều tốt thì con vẫn cứ học hỏi và thực hiện. Ba mẹ đặt tin tưởng ở con, cũng như hai đứa lớn hơn thì có bé Dân, bây giờ có chồng là Hiền, cũng như là cháu ngoại là Mason. Có một gia đình hạnh phúc nhỏ nhỏ của các con. Rồi có bé Mai, tức là chị hai trong nhà. Thì có chị hai trong nhà thì hai em cũng đỡ phải lo cho Mason. Tại Mason ở nhà với dì hai thì cũng yên tâm hơn là mướn người ngoài để mà chăm sóc cho cháu. Thì ba đứa con thì ba hy vọng rằng sức khỏe là điều quan trọng các con giữ gìn, cũng như là bảo vệ hạnh phúc cho gia đình hai con Vân với Hiền. Bé Mai thì lúc nào thân tâm cũng an lạc, biết nghĩ cho người nhiều hơn là bản thân. Tuy nhiên thì con cũng cũng phải chăm sóc cho bản thân của mình một phần, thân tâm cũng như tâm linh cũng như là thân thể của con. Cũng ba cũng tin tưởng điều đó, con đã đặt một những cái điểm tốt lên trong con người của con. Ba không dám nói là noi gương của ba, nhưng mà con thì biết là những cái hoạt động của ba cũng như là những cách sống của ba như thế nào, thì con cứ theo đó mà con đi theo con đường đó. Rồi về Bảo Nhi, Bảo Can thì hai đứa này lớn rồi. Con Bảo Nhi năm nay làm cảnh sát thì cũng đủ trí khôn rồi. Tuy nhiên là con ít dùng tiếng Việt nên khi nghe thì con hiểu đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thì con cũng gọi ba hoặc là ba cũng gọi con. Thì tình cảm cha con chúng ta thì không bao giờ chối bỏ sự thật được. Cũng như Bảo Can cũng vậy, Bảo Can là Patrick, thằng lớn là Henry. Patrick thì mặc dù bây giờ thì có bạn gái ở bên Boston, nhưng thỉnh thoảng thì lúc nào ba thì cũng nhớ tới con, mà không biết là bên phần con thì công việc bề bộn hay thế nào. Thì ba cũng hy vọng rằng trong hình ảnh mà khi con soi gương thì có hình ảnh ba trong đó, để con biết là ba có mặt ở trong thân thể của con. Ba thương tất cả các con. Thì còn em, anh nói gì em? Anh còn gì? Nói hết rồi còn gì đâu nói phải không? Dạ vâng, thì đó là những cái tâm tình của người làm cha. Thì thật ra thì nói đúng đủ bổn phận hay chưa thì mình lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu.
Tại vì trong đời sống của mỗi người có những câu danh ngôn như là con là con của ba hay là ba là ba của con. Giờ tôi sẵn đó nè. Tình quán 4 đêm nay là khó ngủ. Luôn cả đêm qua là tới 5 giờ sáng mới ngủ. Thật sự là nhớ bố chồng. Trong lòng là coi cái bộ phim của Hồng Vân. Giấc mơ của mẹ. Giấc mơ của mẹ. Có những cái câu nói nó chạm nó cho tim mình. Thật sự ra tự nhiên trong lòng mình đó, có một cái sự suy nghĩ. Giống như mấy chị lớn đó, thì chị lớn hết trơn rồi có gia đình. Chị Hai thì chưa có gia đình, nhưng mà chị Hai ít ra cũng là lớn cũng hiểu được mà chị Hai tại không có gia đình, tại chị Hai không muốn có thôi. Chứ đi về tâm linh cũng muốn là nghĩ là không có vướng bận thì con sống gì nó thoải mái hơn. Ba mẹ đừng có lo cho con. Tuy rằng nói tiếng không lo cho làm cha làm mẹ mà mình đâu có thể nào mình sống với con hoài. Thành thử ra cũng mong cho đứa nó có một cái bến đổ để mà mình lỡ mình cái vô thường đến là con mình có chỗ rồi. Bảo Trân thì còn nhỏ, nhưng mà cái lứa tuổi này tại vì cô với chú, bản thân chú thì chú hiểu được hơn cô là vấn đề cái. Còn cô thì bây giờ cũng còn Việt Nam quá đi, dù mấy chục năm nhưng mà trong cái người của cô Việt Nam vẫn còn nằm trong đó, không thể nào mà qua được. Thành thử là mình cứ nghĩ là con mình nó chưa gia đình, nó còn nhỏ thì nó vẫn nằm trong cái vòng tay ấp ủ của mình. Rồi bây giờ nó đang ở xa và nó đang trở về Cali, một nơi này là nơi sanh nó ra. Tại vì 6 năm đi Seattle qua Dallas, mình hiểu được con vì nó thương cha mẹ và thương chị em. Nó đang học, phải nói là học rất là giỏi. Đi qua bên chỗ khác mà nó vẫn giỏi luôn, vẫn giỏi luôn. Đến nỗi mà thậm chí nó qua bên Seattle nó nói trường thì dạy giỏi quá, nó không bằng Cali, nhưng mà nó không dám nói ra, học giỏi luôn. Bất cứ cái gì là nói đúng hơn là nó điểm cộng hết. Đó rồi bây giờ cái cuối cùng giờ dọn qua bên Dallas thì chị ba là đấy đó, mở trà sữa bên đó đó. Thì bây giờ nó mới xin là ba mẹ ơi cho con trở về Cali con học đi. Nơi đó đúng là của con. Thì mình mới nghĩ rằng từ nãy giờ nó đi theo cái sự vui của ba mẹ, chưa cái gì nó là của nó. Mình thấy gì hơi hẹp hòi cho một đứa nhỏ. Con mình nó ngoan cái gì, gặp những đứa mà nó không ngoan thì nó sẽ sao? Thí dụ nhất là cái lứa tuổi mới lớn nó 15 16 là cái tuổi cứng đầu, khó lắm. Nhưng mà con mình nó vẫn ngoan, vẫn chịu hết tất cả những gì cho gia đình vui thôi. Bây giờ nó trở về Cali nó sống. Thì trong lòng của cô với chú thì cô chưa có nói với này thôi. Nhưng mà cô trong lòng của cô á, là cô nói thí dụ như cái gì cũng do duyên hết. Nếu mình còn duyên mà ở Việt Nam mình đi chú, tại vì mấy thật sự mấy đứa con nó nói ba với mẹ cứ việc đi đến nơi nào mà ba mẹ cảm thấy thoải mái vui vẻ, cái phần còn lại ba mẹ cứ đi. Ba mẹ đừng nghĩ là lo cho tụi con tự lo cho được. Chứ ba mẹ đừng nghĩ rằng làm có tiền đó cho con không có muốn dùng tiền của ba mẹ để dưỡng già. Ba mẹ đi biển, bây giờ ba còn ba hát cái nghề đúng của ba thì ba cứ việc ba vui đi. Và ba mẹ cứ việc đi chơi, đừng bao giờ nghĩ ngợi vấn đề gì, mọi chuyện bên đây ba chị em cũng lo được. Nhưng mà trong lòng của người cha mẹ có bao giờ muốn gì đâu, sự thật là vậy. Thì cô trong lòng của cô mấy thật sự mấy ngày này là cô có ý định á, nếu mà về là cô chắc sẽ tìm mua lại một cái căn nhà ở Cali để cho gần gũi con gái Úc. Mình thương nói mình nhớ lại nó không có gặp mình nhiều, sự thật là như vậy. Mà từ nhỏ tới lớn nó một đứa phải nói là kiên cường, không phải giống như những, bởi vì nhiều khi mình đi lại tới chỗ này kia mình thấy con người ta quậy, ủa sao con tôi nhớ lại không bao giờ có quậy. Thậm chí nha, từ nhỏ nha, búp bê đồ chơi mà cũng biết sẵn rồi đó, mấy cái con body mà nó tốt lắm đó, Barbie tốt á, xong cứ cầm đi vô trong hồi cái bỏ lại, ủa sao con không mua đi mẹ mua, không con nghĩ chắc con không mua đâu, con chỉ cầm chơi thôi chút con trả. Có nghĩa là từ nhỏ đã có ý không bao giờ muốn cái sự tốn tiền hay là gì chứ. Cái đó là mình cảm thấy con mình đâu có giáo dục hay là gì đâu, nhưng mà cái bản tánh nó là như vậy. Cái bản tánh nó là như vậy. Cho khi vừa rồi ví dụ đó, nó đi làm trà sữa rồi nó có đi giờ, nó đi dạy cho mấy đứa lớp 3, lớp 4 gì anh Văn luôn đó. Vì hiện giờ nó ngoài giờ học ra lĩnh thì như làm đó, tự lo nha, không có muốn ba mẹ cho tiền đâu. Rồi đi làm trà sữa, bữa đó ghé cả lì kia, cô chú mới vô tình bất chợt ghé thăm nó. Nó đang đứng mà nó không thấy mình, nó đang đứng làm bàn. Tự nhiên cái con người của cô, chắc có lẽ cô Việt Nam có nước mắt của cô nó nghẹn. Lau bàn, lau ghế, để lên như một nhân viên ở trong tiệm. Nhân viên trong mình của cô, mình giống như cô nói, trời con tôi đâu phải là cái kiểu này, mà trong lòng cô đau đớn, cô không biết nghĩ tả sao. Cái cô đứng đó nói, ủa sao mẹ không cho con hay. Nó tại mẹ bắt chặt về lại thôi, nhưng mà trong lòng cô rất là đau đớn luôn á. Mà không nói ra, xong khi về cô nói,
Bé Trân ơi, bây giờ mẹ nói con nghe nha, bây giờ chị ba mở rồi, bây giờ con không muốn mở tiệm trà sữa không? Mở tiệm cho con làm chủ, chứ không có làm công nữa. Không, con không thích đâu. Con chỉ làm để mà có con chuyện thôi. Này nghề tạm thôi, mấy mốt nó làm, nó học về IT, nhưng mà tại computer science. Mình còn Việt Nam, mình còn cái tình thương con, mình không muốn con mình làm như